hôm nay các bạn cùng mình đi kết hợp tạo ra một đội hình quái vật cá các bạn nhá. Đây này, wow, nhìn con quái vật cá đây các bạn ơi. Thân hình là cá nhưng có cái chân các bạn ạ. Ở dưới này đấy, con quái vật Jimmy này. Kết hợp đây nào. Ôi, được một con quái vật mới các bạn ơi. Nhìn này, bụng của nó kìa, có cái mồm. Ở trên mồm cũng có cái mồm luôn. Chúng ta có còn một con quái vật hai cái mồm các bạn ạ. Ok, rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ chiến đấu với bên kia các bạn ơi. Ok, xem nào. Rồi các bạn ơi, khi chiến đấu thắng thì chúng ta sẽ được vàng các bạn ạ. Rồi, và chúng ta sẽ mua những con quái vật cá kết hợp chúng lên. Ok, tiếp tục các bạn ơi, chúng ta có tiền, thấy không? Mình vừa củng cố thêm được một con quái vật cá rồi. Kết hợp lên, được con quái vật cá to hơn con quái vật cá lúc nãy các bạn ạ. Và bây giờ nào, chiến đấu, bên kia có 3 con quái vật, bên mình có 2 con thôi. Nhưng mà bên mình có con quái vật cá siêu khỏe và đã chiến thắng. Tiếp tục nào bên kia, bây giờ củng cố 4 con quái vật, bên mình có 2 con thôi. Thế thì mình phải củng cố thêm các bạn ạ. Đấy, ok luôn. Ở dưới nữa các bạn ơi, ở dưới nữa. Được rồi, chiến đấu thôi nào. Bên mình củng cố được 5 con quái vật, bên kia chỉ có 4 con thôi. Và bên mình lại chiến thắng rồi các bạn ơi. Đây này, chúng ta lại có một khoản tiền nhất định. Và chúng ta lại tiếp tục củng cố các con quái vật lên cho nó khỏe các bạn nha. Tiếp tục các bạn ơi, bây giờ mình củng cố này. Đấy, ngon. 2 con quái vật cá trên đầu. Wow, thành một con quái vật cá màu nâu luôn. Quá ghê luôn, củng cố tiếp thêm nào. Đấy, ok, xịn rồi. Chiến đấu nha. Xem nào, mình có chiến thắng bên kia không? Có các bạn ạ. Mình chiến thắng liên tiếp mấy trận liền luôn. Đội hình quái vật cá của mình quá khỏe đô các bạn. Like video, cổ vũ mình tiếp tục có thể giành chiến thắng nha. Ôi, bên kia các bạn ơi, có một con quái vật siêu to luôn. Nó có 3 cái răng nhè ra, ghê khủng khiếp quá. Ôi, kìa, có quái vật đi qua đi lại. Nhưng mà chúng ta phải xem quảng cáo các bạn ạ. Rồi, mình phải củng cố thêm. Ok, nên nào, được rồi. Ở dưới các bạn ơi, ở dưới nào. Chiến đấu xem nào, có thể tiêu diệt được con quái vật to đùng kia không? Cố lên. Ôi, các bạn ơi, không ăn thua rồi. Chúng ta thất bại rồi. Chúng ta phải củng cố thêm các bạn ạ. Nào, củng cố thêm. Rồi, lên nào. Ok, kết hợp lên. Ôi, nhìn này, được một con quái vật cá các bạn ơi, mồm nó siêu rộng luôn. Đấy, ở dưới, kết hợp lên. Ôi, được con quái vật giống bên kia các bạn ơi. Thế thì chiến đấu xem nào, mình chiến thắng không? Cố lên nào. Ôi, các bạn ơi, mình kết hợp như thế mà vẫn chưa chiến thắng được. Đội bên kia sao mà khỏe thế? Không ổn. Kết hợp củng cố thêm. Nào, củng cố thêm. Được rồi, ở trên các bạn ơi. Nhưng mà chúng ta hết tiền rồi. Bây giờ kết hợp đây. Ôi, nhìn này, quái vật gì kia các bạn ơi. Nhìn này, quá ghê, giống con ma quá luôn. Mình sẽ gọi nó là con quái vật ma các bạn ơi, cho nó hoành tá tràng. Ok, chiến đấu lại nha. Được rồi, xem nào. Cố lên. Đừng để thua. Rồi, tiêu diệt đi. Ok, một phát nữa. Các bạn ơi, con quái vật ma của mình còn một chấm máu nữa là thua các bạn ạ. Nhưng mà may mắn đã dành cho mình đã giành chiến thắng rồi. Tiếp tục củng cố nào. Đấy, nên nào. Ok. Ngoan. Dưới này, nên nào. Ok, tiếp tục củng cố tiếp. Nên nào. Ngon rồi. Let's go, sống lên. Đội hình quái vật cá của mình có thể chiến thắng không? Có các bạn ạ, chiến thắng liên tiếp rồi. Ôi, nhìn này các bạn ơi, bây giờ mình phải chiến đấu này với con quái vật SKBD các bạn ơi. Nhìn răng của nó kìa, ấy, ghê quá. Rồi, mình sẽ kết hợp lên. Nào, lên. Ồ, chiến đấu, cố lên nha. Đã tiêu diệt được SKBD rồi các bạn ơi. Rồi, chiến thắng. Bên mình chỉ có một con quái vật cá mà chiến thắng được 2 con quái vật bên kia các bạn ạ. Yeah, lần này mình phải chiến đấu với cameraman Titan kìa các bạn ơi. Wow, củng cố thêm. Rồi, tiếp tục củng cố các bạn ơi. Ok, nên. Được rồi, ở dưới các bạn ạ. Đấy, chúng ta phải củng cố thêm. Nào, rồi. Được 2 con quái vật ma, chiến đấu xem. Ôi, bên kia kìa, AKB
sẽ kết hợp lên. Ôi nhìn này, quái vật nhiều mắt luôn các bạn ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mắt luôn. Rất là nhiều mắt. Ok, mình phải củng cố thêm ở trên. Đấy, ok, hết tiền rồi. Không còn tiền để mà nâng cấp nữa. Mình phải kết hợp lên. Ôi, quái vật các bạn ơi, cá có xương này. Ghê không? Ok, chiến đấu thôi. Nào, nào đội hình bên kia. Này thì đội hình bên kia. Này thì đội hình bên kia này. Ok, ok. Chiến thắng rồi, chiến thắng rồi. Tiếp sở tục các bạn ơi. Bên kia bây giờ cũng củng cố một con quái vật các bạn ơi. Nhiều mắt giống bên mình. Mình phải củng cố thêm. Ok luôn. Thôi chúng ta hết tiền rồi các bạn ạ. Không biết trận này chúng ta có thể giành chiến thắng không các bạn nhỉ. Được rồi, chiến đấu lại xem. Rồi, rồi, chiến đấu xem có chiến thắng không. Cố lên nào. Đúng rồi, cố lên. Cố lên nào. Có các bạn ạ. Chiến thắng vẫn dành cho mình các bạn ơi. Tiếp tục thôi. Bây giờ mình không cần phải củng cố gì các bạn ạ. Bên kia đã rút con quái vật nhiều mắt rồi. Thì không ăn thua đâu. Bên mình chiến thắng cho mà xem. Lúc nãy bên kia củng cố con quái vật nhiều mắt còn thua mà. Thấy chưa? Bây giờ muốn gì đã rút con quái vật nhiều mắt đó, mình lại chiến thắng. Osake, con dê. Kết hợp lên, đấy, tiếp tục. Nào, lên nào, lên nào, lên nào. Ở dưới các bạn ơi. Rồi, chúng ta chỉ củng cố thêm được một con quái vật cá và một con quái vật mắt nồi tím ở dưới thôi. Bên kia có 6 con quái vật, bên mình có 4 con thôi. Không biết mình có thể chiến thắng không. Thử chiến đấu xem sao. Đúng rồi, cố lên, like video, cổ vũ cho mình nha. Ok, chiến thắng đã dành cho mình rồi các bạn ơi. Tiếp tục, ok, ok. Đấy, lên, ở dưới. Rồi, lên nào, let go nào. Bên kia, có 2 con quái vật răng lồi giống lợn các bạn ạ. Nhưng mà không ăn thua, mình có con quái vật mắt nhiều mắt để chiến thắng rồi. Lần này các bạn ơi, mình phải chiến đấu với những con quái vật ban ban kìa. Hoặc tay cầm cái gậy, bạc bạc thế này. Mình có thêm ở trên các bạn ơi. Đấy, ok. Ngon lành và cái nào ở dưới tiếp. Ok, nào, rồi. Chiến đấu nào, xem nào. Mình có chiến thắng không? Có tiêu diệt được những con quái vật ban ban kia không? Các bạn cổ vũ cho mình. Cố lên nào. Wow, có các bạn ơi. Quái vật cá của mình siêu khỏe. Ôi, lần này mình phải chiến đấu với các con quái vật cá các bạn ơi. Siêu ghê gớm. Mình phải củng cố thêm nè. Đấy, ok, ôi thôi, hết tiền rồi các bạn ơi. Giờ chúng ta phải sắp xếp lại một chút đội hình để xem có thể chiến thắng không. Let go, cố lên. Đúng rồi, cố lên nào, đừng để thua mà. Ôi, con quái vật cá bên kia siêu to. Ôi, các bạn ơi, không ổn rồi, mình bị thua rồi. Vừa rồi, các bạn cùng mình kết hợp đội hình quái vật cá các bạn mang đi chiến đấu. Lúc đầu thì liên tiếp giành chiến thắng, nhưng về sau đội hình bên kia củng cố khỏe quá, mình toàn thua. Lần sau mình sẽ cố gắng hơn nha. Và video của mình đến đây tạm dừng. Các bạn xem video, like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nha. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.